Chào các bạn. Hôm nay thì hơi buồn nên là mình có đi dạo quanh phố ở Đà Lạt xem thế nào. Hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2021 các bạn nhé. Hôm nay thì cũng mới có chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về là hạn chế giãn cách. Nên là mình xem là đi xem ở đường ở Đà Lạt với lại ở ngoài bờ Hồ Xuân Hương thì xem nào người đi lại như thế nào rồi. Đây thì cũng sắp đến bờ Hồ Xuân Hương rồi các bạn. Ở đây thì các bạn thấy là ven đường thì vẫn đang rất là vắng. Những người qua lại ở đây thì vẫn chủ yếu là những người sống và làm việc ở Đà Lạt thôi, còn khách du lịch thì không có. Đấy, các bạn xem đấy, như này là bờ hồ này. Rất là vắng. Thi thoảng thì có người đi thể dục. Bởi vì bây giờ là đang tầm 4 rưỡi rồi các bạn. 4 rưỡi chiều rồi. Nên là trời cũng hơi tối rồi. Cũng chưa tối nhưng mà nghĩa là trời cũng hôm nay là trời không có nắng âm u. Nên là cũng tiết trời cũng hơi tối. Các bạn nhìn thấy cái chỗ mà không có mây kia trời nó sáng như thế kia kìa. Bờ Hồ Xuân Hương rất là vắng vẻ các bạn ạ. Nếu mà như vào những dịp khác mà không bị giãn cách xã hội ấy, thì nếu mà vào tầm này thì ở bờ hồ rất là đông người. Xe cộ đi lại thì vẫn tấp nập nhưng mà đấy, thi thoảng có người đi bộ, đi thể dục ở ven bờ hồ đấy các bạn. Đi đến đây mình sẽ vòng sang bờ hồ bên kia xem thế nào các bạn nhé. Hôm nay thì xe đi lại cũng khá nhiều, khá tấp nập đấy. Cũng có một vài người ở bờ hồ họ đang ngồi câu cá. Đây các bạn thấy có vài người đi bộ thể dục. Không khí thì cũng khá là yên ả thôi. Quanh bờ hồ thì có một số người đi thể dục và một số người họ cũng ra đây để hóng cái không khí trong lành, không khí mát mẻ. Cái quán cà phê ở ven đường này thì chưa mở các bạn ạ, vẫn đang đóng cửa. Những người đi đạp thể dục, đạp xe thể dục và chạy bộ. Các bạn nhìn thấy có một người câu ở ven hồ kia đang ngồi câu đấy. Một số cái hàng rong thì có bán ở ven đường nhưng mà hiện tại thì một số cái cửa hàng cà phê, quán cà phê thì chưa mở các bạn ạ. Đoạn này thì vắng vẻ rồi, bắt đầu vắng vẻ rồi, chỉ có một số người đi bộ thôi. Và mình đi thêm một đoạn nữa thì mình quay lại sang bờ hồ bên kia và mình có ra bờ hồ ngồi một lúc. Lát nữa mình sẽ quay cái cảnh bờ hồ để cho các bạn xem nhé. Đây, mình quay lại bờ hồ ở phía bên Bixi đi thẳng ra các bạn. Mình có quay vòng một vòng hồ để các bạn nhìn. Đấy các bạn xem khá là vắng. Ở bờ hồ thì không có người các bạn ạ. Rất là vắng vẻ.
quay lại một vòng nữa để cho các bạn nhìn rõ hơn nhé. Các bạn nhìn phía xa bên kia rất là vắng đấy, ở bờ hồ hầu như là không có khách. Mình ngồi ở đó một lát nữa thì mình lên xe và mình đi về. Ở Đà Lạt thì trong cái thời gian này do ít khách nên là một số tuyến đường ấy thì họ đang sửa chữa, nên là một số tuyến đường ở Đà Lạt vào thời điểm hiện tại thì vật liệu xây dựng cũng khá là ngổn ngang. Ở trong công viên ấy, khi nãy thì cũng có một số chỗ họ cũng đang đào bới lên để họ sửa chữa lại. Một số chỗ như họ làm bồn hoa rồi họ lát lại đường. Cũng đang để chuẩn bị đón khách vào cái dịp cuối năm. Chỗ này thì đi một đoạn nữa ấy, thì sẽ có cái chỗ bùng binh ấy, chỗ O tròn này thì họ cũng đang đào lên và làm lại cái chỗ vườn hoa đấy các bạn ạ. Nói chung là cũng khá là hiu quạnh. Đây, đến đoạn này các bạn nhìn thấy ở ven đường họ đang đào và sửa chữa lại đường này. Chỗ này vật liệu xây dựng vương vãi hết ra ngoài đường đây. Chỗ này họ mở rộng cái bùng binh ra. Đó, các bạn nhìn kìa, cái bùng binh ở bên phía trái ấy, thì họ cũng đang làm. Chỗ đây chắc là sẽ làm một cái bồn hoa đây các bạn ạ. Đây, máy ủi, máy xúc đang tập trung để làm cái chỗ ngã tư đường kia. Chỗ này mở rộng thêm ra, đang đổ đất, đổ cát. Đây là đang trên đường mà mình từ chỗ Hồ Xuân Hương đi về cái chỗ chợ Phan Chu Trinh các bạn nhé.